Kính chào quý vị và các bạn. Dự báo đêm nay và chiều tối mai ở Tây Bắc Bộ mưa rào và dông sẽ gia tăng. Trên bản đồ dự báo mưa, những nơi có màu xanh đậm, lượng mưa trên 25mm, còn những nơi có màu xanh lá như thế này, lượng mưa có thể trên 50mm. Đề phòng mưa với cường độ lớn, dễ có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng ở vùng trũng thấp. Ngoài ra, khả năng còn xảy ra dông sét cao. Ở khu vực này, quý vị nên cất dọn, không để các vật dụng như tấm tre ni lông, bạt, bao bì, máy tôn bay vào đường dây và trạm biến áp truyền tải điện 220 kV và 500 kV, tránh gây sự cố lưới truyền tải điện, làm mất điện trên diện rộng. Còn từ sáng đến trưa mai, trời nắng, phía đông bao gồm thủ đô Hà Nội và các thành phố Ninh Bình, Hải Phòng, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang phổ biến trong mức nhiệt là 32 đến 34 độ C. Sơn La, Điện Biên Phủ và Lai Châu mưa nhiều hơn nên nhiệt độ cũng thấp hơn, 26 đến 31 độ C. Trung Bộ chiều tối mai có khả năng xảy ra mưa dông, đề phòng mưa to cục bộ. Buổi trưa trời nắng cũng vẫn thấy oi nóng. Nhiệt độ của các thành phố từ Thanh Hóa trở xuống đến Huế là 31 đến 33 độ C, còn Đà Nẵng trở xuống đến Phan Thiết cao hơn, 32 đến 35 độ C. Với Tây Nguyên, Nam Bộ mưa chủ yếu về chiều và tối, còn từ sáng đến trưa trời nắng. Tại Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột và Gia Nghĩa, 29 đến 33 độ C. Tại thành phố Hồ Chí Minh và hầu khắp các thành phố của khu vực Nam Bộ, phổ biến 32 đến 35 độ C, riêng Biên Hòa nóng nhất 36 độ C. Chuyển sang thời tiết biển, huyện đảo Hoàng Sa vẫn cảnh báo mưa dông kèm theo lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Còn đối với huyện đảo Trường Sa, ít mưa, trời nắng, gió nhẹ, tầm nhìn xa trên 10 km. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các thành phố trên cả nước vào ngày mai.